Giá heo hơi hôm nay mùng 8 tháng 11, điều chỉnh 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. âm uhm. giá heo hơi hôm nay, mùng 8 tháng 11 tăng giảm trái chiều tại một vài địa phương. Dịch tả heo châu Phi ở tỉnh Hà Tĩnh đang có diễn biến vô cùng phức tạp. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang gấp rút phòng, chống dịch bệnh lan rộng. Uhm. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc điều chỉnh giảm. Uhm. thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay giảm 1.000 đồng mỗi kg tại một vài địa phương. Ơm, uhm. cụ thể hai tỉnh Nam Định và Thái Nguyên điều chỉnh giá thu mua xuống chung mức 44.000 đồng mỗi kg, ngang bằng với Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang, thấp nhất khu vực. Hà Nội và Hưng Yên hiện đang giao dịch với ngưỡng cao nhất khu vực là 47.000 đồng mỗi kg. Uhm, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 44.000 đến 47.000 đồng mỗi kg. Uhm, cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 46.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 44.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 44.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 47.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 44.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 44.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 45.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 45.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 45.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 45.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 47.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 45.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 44.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. âm uhm. giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay tăng giảm trái chiều. Ồ, oh. theo đó, Bình Định và Thái Nguyên lần lượt giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg xuống còn 45.000 đồng mỗi kg và 47.000 đồng mỗi kg. âm uhm. ở chiều ngược lại, tỉnh Hà Tĩnh nhích nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, hiện đang giao dịch với giá 47.000 đồng mỗi kg. Tương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 45.000 đến 48.000 đồng mỗi kg. Uhm, cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 45.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 45.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 47.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 47.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 47.000 đồng mỗi kg. Thừa Thiên Huế là 47.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 46.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 45.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 47.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 48.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 48.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 47.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 48.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 47.000 đồng mỗi kg. Uhm, đây là lần thứ hai trong năm nay xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Ngay lập tức chính quyền địa phương và ngành chuyên môn cấp bách triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Theo đó, xã đã cấp hóa chất cho thôn Đông Mỹ phun tiêu độc khử trùng các trục đường và khu vực chăn nuôi, lập biển báo vùng có dịch, kiểm soát nghiêm ngặt việc mua bán, vận chuyển, giết bổ heo trên địa bàn. Cán bộ thú y xã giả soát tổng đàn, theo dõi sát sau tình hình dịch bệnh để bảo vệ an toàn gần 3.000 con heo trên toàn xã. xã à, không riêng Cẩm Thành, hiện nay 8 xã của huyện Cẩm Xuyên, gồm Cẩm Sơn, Cẩm Hưng, Nam Phúc Thăng, Cẩm Lộc, Yên Hòa, Cẩm Quang, Cẩm Hà và Cẩm Duệ cũng đang có dthct đã tiêu hủy 69 con heo bị nhiễm bệnh với tổng trọng lượng trên 6.400 kg. Báo Hà Tĩnh đưa tin, ân, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đi ngang, ân, ừ. thị trường heo hơi khu vực phía Nam đồng loạt lạng sóng trên diện rộng. Ừ. Hiện tại, các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Cà Mau đang thu mua với giá thấp nhất khu vực là 45.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại đang giao dịch quanh mức trung bình là 47.000 đồng mỗi kg. Uhm. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang giao động trong khoảng 45.000 đến 49.000 đồng mỗi kg. Uhm. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 47.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 49.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 47.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 47.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 47.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 47.000 đồng mỗi kg. Long An là 45.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 46.000 đồng mỗi kg. An Giang là 45.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Long là 45.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ là 48.000 đồng mỗi kg. Kiên Giang là 45.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang là 45.000 đồng mỗi kg. Cà Mau là 45.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 45.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 49.000 đồng mỗi kg. Trà Vinh là 45.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 48.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 49.000 đồng mỗi kg.